Dạ vâng, em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Rất vui khi được quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ. Em Thảo sẽ báo giá chi tiết ngày hôm nay. Và mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay thì em Thảo lại tiếp tục lên sóng giới thiệu cho chị tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Một mẫu xe mang nhãn hiệu Mazda CX-5. Chiếc xe này thì có năm xuất là 2017 nha chị nhá. Phiên bản số tự động máy xăng. Em mang trên mình sơn xi màu nâu. Và em mang biển kiểm soát Bắc Giang 98A12870. Một mẫu xe phải nói là siêu đẹp, siêu lướt bên em ấy chị nhá. Sơn xi thì rất là bóng bẩy rồi. Hai bên đèn pha rất là sáng bóng đều nhau. Anh chị nào quan tâm yêu thích cái mẫu xe Mazda CX-5 sản xuất 2017 phiên bản số tự động máy xăng này, alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963040922. Số trên là số Zalo em Thảo nhá. Và đặc biệt anh chị mới vào xem video của Lưu Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ cách cho em xin lần này, cũng như là đăng ký kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về tô mà hàng ngày em Thảo sẽ đưa lên ạ. Anh chị xem này, hai bên đèn pha cực kỳ là sáng bóng đều nhau luôn. Đó, rất là đẹp nha chị nhá. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Đăng kiểm em này thì dài vô tận luôn ạ, đến tháng 10 năm 2023. Còn rất là dài luôn. Sơn xi thì hoàn toàn thì bong chóc, không bị xước xát một chút nào. Gầm bề của lốp thì đảm bảo chỉ là không bị mục mòn nhá. Đó, không bị mục mòn đấy. Em cho quay cho anh chị xem về gầm bệ của chiếc xe này. Đây toàn bộ phần gầm của chiếc xe nhá, không bị mối mọt hay là bị méo mó gì cả. Gầm cực kỳ là chắc chắn luôn. Bên em đang chào bán với mức giá là 685 triệu. Giá trên em Thảo bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển cho chị nhá. Đó thì anh chị là có nhu cầu mua xe hoặc là bán xe hoặc là muốn trao đổi xe, alo trực tiếp cho em Thảo ạ. Đây ạ, đây là toàn một phần nội thất bên trên của xe. Nội thất ghế da thì rất là đẹp luôn. Rồi các con ốc của bản lề cánh cửa này còn rất là rõ nét như chị nhá. Hoàn toàn không bị cà lê mỏ lết hay là động chạm vào hay sứt mẻ gì cả. Xe rất là đẹp luôn. Xe đi gia đình sử dụng rồi. Dòng này không ai chạy dịch vụ cả. Keo chỉ đây chị nhá. Keo chỉ táp lê ly cực kỳ là đẹp luôn. Đây là một mẫu xe cực kỳ là đẹp nha chị nhá. Giá thì 685 triệu. Em Thảo sẽ báo rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển chị. Đó, cửa sổ trời này, nội thất ghế ra phía sau đấy ạ, rất là căng bóng luôn. Xe mới về em chưa dọn rửa gì cả, chỉ cần đánh bóng bộ nội thất lên thì xe cực kỳ là mới nhá, cực kỳ là tươi luôn. Đây là toàn một phần cốp của xe đấy ạ. Cốp dòng này rất là rộng luôn. Đó, khá là rộng đấy ạ. Rồi là đây ạ, anh chị xem phần keo chỉ rồi máng nước này, ốc của lắp capo. Siêu đẹp nha chị nhá. Nhanh tay alo trực tiếp cho Thảo để sở hữu ngay cho gia đình mình một mẫu xe Mazda CX-5 sản xuất 2017 phiên bản số tự động như chị nhá. Tự động thì đi rất là nhàng. Form này rất là rộng luôn ạ. Siêu đẹp luôn. 685 triệu. Tem đi lên cửa thì rất là đẹp rồi, keo chỉ thì zin tuyệt đối chị nhá. Keo chỉ zin tuyệt đối luôn. Em sẽ quay luôn cho chị xem một phần nội thất dưới da này. Đây ạ, chị xem nội thất ghế da. Rồi là phần cửa sổ trời đấy ạ. Nội thất ghế da rất là căng bóng nha, sạch sẽ luôn. Đây lỗ sực tắp tốp đấy ạ. Hộp số tự động đây chị nhé. Ngay giờ em sẽ lỗ máy lên. Ghế chỉnh điện. Ghế chỉnh điện nha chị nhé. Em đã lổ máy lên rồi. Đó, siêu đẹp luôn. Xi nhan đây chị nhá, xi nhan trái, xi nhan phải này. Cần gạt mưa. À, tù đẹp luôn. Rồi kính tấm tránh nắng cho cả người lái và cả ngồi bên cạnh đấy ạ. Đó, đèn chân nha chị nhá. Anh chị không dùng qua thì có thể tắt đi. Phần cốp này 685 triệu cho một mẫu xe Mazda CX-5 sản xuất 2017 phiên bản số tự động máy xăng này. Để số km ở trên gương luôn. Trước mặt anh chị lái xe luôn nha chị nhá. Phải nói là xe rất là đẹp luôn ạ.
Ngay giờ cùng em Thảo tiến ra phần khoang động cơ của chiếc xe này anh chị nhé. Điều chỉnh âm lượng trên vô lăng này, nghe gọi rảnh tay. Nói chung là một mẫu xe khá là nhiều tính năng an toàn. Đó. Đây anh chị xem phần kính chỉnh điện này, mượt mà luôn. Đó. Anh chị ưng mẫu xe này, alo trực tiếp cho em Thảo, kết nối số Zalo của em, em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh chị nhé. Ngay giờ hãy cùng em Thảo tiến ra phần khoang động cơ của chiếc xe này ạ. Khoang máy của xe đây ạ. Máy số thì lổ rất là êm, hoàn toàn không bị rung lắc, không bị giật gì nhá. Không bị loang dầu hay gì dầu gì cả. Lổ rất là êm luôn. Đây là có ốc của lắc cabo đây ạ. Keo chỉ của cabo này. Đó, anh chị có thể đến xem xe, biết xe và đi thử nhá. Đảm bảo anh chị là máy số nguyên zin, keo chỉ cũng kiểu nguyên bản theo xe. Máy rất là êm luôn và hoàn toàn không bị loang dầu hay gì dầu gì cả. Dạ vâng, và vừa rồi em Thảo đã quay chi tiết cho anh chị tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, một mẫu xe Mazda CX-5. Chiếc xe này thì có làm rất là 2017, phiên bản số tự động, máy xăng và mang khối động cơ là 2.5. Đó thì anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe này, alo trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922. Địa chỉ xem xe trực tiếp của em nằm tại ngã tư phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay chủ lâm cũ hướng lộ xua về Hải Phòng ạ. Và đặc biệt anh chị mới vào xem video của Lý Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ Thảo bằng cách cho em xin lần like cũng như đăng ký kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về tôi mà ngày em Thảo sẽ lên ạ. Và ngay bây giờ em dừng video tại đây, hẹn gặp lại anh chị ở video sau. Em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng ạ.